thế giới cực lạc là nhà xưa của chúng ta. Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là trở về nhà xưa. Phải sinh tâm vô lượng hoan hỷ, không phải là chết, là sanh. Thế giới này chướng khí mù mịt, nhanh chóng thoát khỏi nó, quay một vòng rồi trở lại. Chính là Pháp Thân Bồ Tát đến siêu độ chúng sanh. Điều này không giả dối tí nào. Hy vọng chúng ta thật sự thấu đáo, thật sự rõ ràng, không nên lưu luyến thế gian này nữa, lân mẫn tất cả chúng sanh khổ nạn. Bản thân thành tựu mới có thể thành tựu tất cả chúng sanh, giống như chư Phật Như Lai thành tựu bản thân trước.